Vậy tớ thử ca ốc rung quạt bị tôi tớ đảm bây quạt đôi tùm phiang xong nông được xây đôi quên cặp bông chân này chân bà dương chân này ban lõ với nặng bạn ban lõ tới ngày một. Vậy tớ rung ngay khi nhóm ơi xong ra bị ca nghe nhóm tay nhờ chị liệp bê bà riêng quạt này nô âm quạt chân hai p chân mỗi quát đầm bay quát thom đá cùng khmer miên cùng đất bọc cùng khmer chân ăn miên cùng đất chân ăn quát bị vọt chân ăn quát chết đắng bị vọt thì chân ca cất ca này dậy bọc quát chui cài đầm rỡ ca cất ca này dậy bọc quát đã ban trầm trơ chân dậy tới thử ca ao trong quát bị tôi tới đầm bay quát đôi tấm phăng thân ông được xây đôi quen cặp bóng chân này chân bà dương chân này ban lõ với nặng bạn ban lõ tới ngày một chân chà bà dương ao trong quát bị tôi tới anh à cốt quát thông lá nữa nâng lõ lưu xoang lõ vì thế sao đại chung ở ao trong quát cana tại quát thưa khó dương vậy phải bật vô hay này nôm nơi chúng nói qua khát quát hay rappi vậy tới con và giáo những con bị ba rồi bỏ qua đại chùa bà tè như ngày khỏi chăng á đây có khăn về khá đại quạt ở vậy tới về khá nhóm miền sự biết càng như đại chăng á chà hai đò mà đó tè quạt đập sđap bà quạt ấy chăng á hay thẹp mà đong pi đong hay bà quạt đập sđap mạnh vậy quạt ấy chăng á chà vậy thì tôi mạnh vậy hơn chà khăn